Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024, thành phố Đông Hà thực hiện việc ngừng quẹt rác vỉa hè và quẹt rác vỉa hè cách nhật nhiều tuyến phố trung tâm. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã nhận được nhiều phản ánh bức xúc của người dân. Đó là những hình ảnh mà người dân thành phố Đông Hà cung cấp cho chúng tôi vào sáng sớm trên các tuyến đường Lê Duẩn, Đào Duy Từ, Lê Thế Hiếu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những tuyến nằm trong danh sách 12 tuyến đường ngừng duy trì vệ sinh vỉa hè ban đêm tại thành phố Đông Hà từ đầu năm 2024 đến nay. Ngoài việc ngừng vệ sinh vỉa hè ban đêm trên một số tuyến, 14 tuyến đường khác cũng bị cắt giảm khối lượng vệ sinh ban đêm sang thực hiện cách nhật. Trước thực trạng này, người dân cho rằng đây là một chủ trương khi đưa vào thực tế đã bộc lộ sự bất cập và có nhiều hệ lụy. Tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Dịch vụ Khuyến công và Dịch vụ Công ích thành phố Đông Hà. Thưa ông, được biết thì là từ năm 2024 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà đã có chủ trương đó là một số tuyến đường ở trên thành phố thì chúng ta không thực hiện việc quẹt vỉa hè mà chỉ quẹt lòng đường, cũng như tiến hành quẹt cách nhật ở một số cái tuyến đường cụ thể. Thì không biết là về cái vấn đề này thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Công tác vệ sinh môi trường nói chung là trên địa bàn thành phố Đông Hà, nói chung là cả tất cả các hoạt động dịch vụ công ích bao gồm từ vệ sinh môi trường, duy trì hệ thống điện chiếu sáng và là duy trì hệ thống thoát nước với kinh phí được bố trí như năm 2024 thì để đảm bảo đáp ứng được tất cả các nội dung công việc trong cả các hạng mục dịch vụ công ích thì không đảm bảo được bởi lý do thì tại thời điểm này, tháng 1 tháng 6 năm 2023 thì khi có tăng mức lương cơ bản thì hàng mục dịch vụ công ích đổi kinh phí rất là lớn, trong khi kinh phí ngân sách của địa phương cũng như là ngân sách của tỉnh phân cấp về thì đã không khó khăn. Trên cơ sở đó thì để đảm bảo được công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đông Hà thì trung tâm là cơ quan tham mưu trên địa bàn thành phố để xem xét để đưa ra các cái phương án, không tính toán đến cái vấn đề mình tổ chức cắt giảm các cái tuyến đường mà vẫn duy trì thường xuyên theo như là các năm trước và bên cạnh đó thì thực hiện công tác là một số tuyến không nằm ở khu vực trung tâm thì mình sẽ tổ chức quẹt cách nhật nhằm để đảm bảo vừa duy trì thường xuyên cũng như là vấn đề là đảm bảo kinh phí trong cái cân đối kinh phí. Thực tế là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã ghi nhận được sau khi mà các cái công nhân của công ty cổ phần môi trường thành phố Đông Hà đã quẹt sạch phần lòng đường rồi thì người dân lại tiếp tục quẹt cái phần lá từ trên vỉa hè xuống lòng đường. Điều này thì gây mất mỹ quan đô thị và cũng như là làm khó khăn cho cái công việc ngay kế tiếp của những cái công nhân. Về đối với vấn đề này thì ông có những cái thông tin gì thêm ạ? Thì đối với người dân khi người ta quẹt rác xong thì có thể là thu gom và tập kết vào tất cả các cái thùng rác. Như vậy thì công ty môi trường đô thị họ sẽ có cái tổ chức thu gom và đưa lên xử lý theo đúng quy định. Thì để đáp được cái việc đó thì người dân cần phải chung tay với thành phố để mà giúp cho thành phố cái các sản xuất sạch đẹp trong điều kiện ngân sách đang còn khó khăn. Vậy thì về phía trung tâm thì đã có những tham mưu hay những đề xuất như thế nào để chúng ta có thể vừa cân đối được cái nguồn ngân sách của thành phố trong thời gian vừa qua lại vừa đảm bảo cho thành phố Đông Hà vừa xanh, sạch và đẹp ạ? Thực tế thì qua các năm khi mà kinh phí ngân sách mà cấp không đảm bảo thì trung tâm cũng có cái văn bản trình cho ủy ban thành phố cũng như là tham mưu cho ủy ban thành phố trình tỉnh để bổ sung kinh phí. Như 6 tháng năm 2023 thì trung tâm cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố trình ủy ban tỉnh để cấp bổ sung kinh phí khi mà mức lương cơ sở nó tăng và cũng đã được tỉnh quan tâm và bổ trí bổ sung cho thành phố là tổng kinh phí là 3,5 tỷ để giúp cho công tác duy trì trong cái 6 tháng còn lại nó đảm bảo. Tuy nhiên với cái khối lượng ngày càng tăng, cái mức lương cơ sở tăng đột biến như thế thì nó dẫn đến là việc phân cấp ngân sách vẫn chưa đủ thì trong thời gian tới trung tâm cũng sẽ có báo cáo ủy ban thành phố trên điều kiện ngân sách từ các nguồn mà có thể mà cân đối được thì để bổ sung cho ngân sách để thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường này, cũng như là cùng với tham mưu ủy ban thành phố trên cơ sở cái tờ trình của công ty trình ủy ban tỉnh để tỉnh có cái xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí thêm để nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường
một cách liên tục, đảm bảo sản xuất dịch đẹp. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Như vậy mọi chuyện đã rõ, trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn thì cả cơ quan chức năng đã tiến hành cắt giảm kinh phí và tiết kiệm chi tiêu là cần thiết. Tuy nhiên, đối với thành phố Đông Hà, thực hiện việc ngừng quẹt rạc vỉa hè và quẹt rạc vỉa hè cách nhật nhiều tuyến phố trung tâm đã bộc lộ nhiều hạn chế về môi trường cảnh quan và dẫn đến nhiều hình ảnh phản cảm về ý thức, hành vi người dân là không đáng có khi thành phố đang trên hành trình lên đô thị loại 2.